bạn đang nghe cuốn sách Dạy trẻ thông minh sớm trên website www.giáo dục từ sớm.vn. Chúng tôi rất vinh hạnh được chia sẻ những quyển sách về dạy trẻ thông minh sớm của giáo sư Glenn Doman tới các bạn. Ngài có nói, người mẹ chuyên nghiệp, bạn sẽ tham gia vào nghề nghiệp lâu đời nhất và đáng kính trọng nhất trên thế giới. Nếu bạn tin rằng dạy dỗ con cái là một đặc quyền của mình, hãy sẵn sàng tận hưởng đặc quyền đó. Bạn đã sẵn sàng chưa? Để được tư vấn miễn phí về phương pháp Glenn Doman, để được nhận học liệu chuẩn Glenn Doman và công thức áp dụng phù hợp với từng lứa tuổi, hãy liên hệ với chúng tôi qua website www.giáo dục từ sớm.vn. Các bạn đều là những ông bố bà mẹ tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây, www.giáo dục từ sớm.vn kính mời các bạn cùng đến với phần mở đầu của cuốn sách Dạy trẻ thông minh sớm. Lời nói đầu. Con cái chính là món quà lớn nhất mà chúng ta được cuộc đời ban tặng. Đầu đầu trên thế giới này, chúng ta, những người làm cha, làm mẹ, đều yêu thương con mình. Các bà mẹ luôn có những hành động anh hùng và thể hiện sức mạnh thể chất thần kỳ, chỉ nhằm che chở cho con mình thoát khỏi những mối đe dọa trong cuộc sống. Khắp nơi, các phụ huynh luôn muốn con cái có được nhiều điều tốt đẹp hơn thế hệ mình. Từ thuở sơ khai của loài người, các ông bố bà mẹ đã dạy cho con cái họ các kỹ năng có ích cho bọn trẻ, giúp chúng trở thành những người giỏi hơn khi kiếm tìm đồ ăn, giỏi hơn khi nuôi dạy và bảo vệ con cái mình. Trong thế giới kỹ thuật cao, quá đông dân số và thay đổi với nhịp độ chóng mặt ở thế kỷ 21, việc duy trì yếu tố phù hợp nhất đòi hỏi mỗi cá nhân phải có thể chất tốt, tạng người khỏe mạnh, phát triển khả năng trí tuệ và cảm xúc để đạt được thành công trong một môi trường đầy cạnh tranh về kinh tế, địa chính trị, hóa sinh. Nếu hôm nay chúng ta có thể tạo được cho con cái nền tảng giáo dục chắc chắn, thì ngày mai chúng sẽ trở thành những nhà lãnh đạo của một thế giới tốt đẹp hơn, an toàn hơn. Phương thức chuẩn bị trang bị cho con cái chúng ta sống sót và phát triển vượt trội trong thế giới hiện đại đã trở thành đề tài thu hút ngòi bút của rất nhiều nhà giáo dục, bác sĩ nhi khoa, chính trị gia, bác sĩ tâm lý nhi và các chuyên gia tâm thần học. Điều đáng chú ý là, trong danh sách các chuyên gia tư vấn và các tác giả có thiện chí, lại không xuất hiện các bà mẹ. Đa số các bài viết về phương pháp đúng đắn để giáo dục con cái là khi đứa bé bước vào độ tuổi mẫu giáo hay đi tiểu học, thường được mặc định ở mốc 5 tuổi. Bất cứ bài viết nào về cách nuôi dạy trẻ dưới độ tuổi này đều thường có khuynh hướng trả lời câu hỏi nên chọn loại tã giấy nào cho con bạn, hoặc bạn nên cho bé bú sữa mẹ bao lâu, hoặc loại thực phẩm bán sẵn nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu dinh dưỡng của bé. Bước tiến đáng kể khi nghiên cứu các trẻ sơ sinh trong năm đời được tiến sĩ Arnold Gesell trình bày chi tiết và trích dẫn ở chương 2 trong công trình của mình. Công trình đó dẫn tới việc sử dụng rộng rãi thuật ngữ, đồng hồ sinh học của tính sẵn sàng phát triển cho những hoạt động nhất định. Các tác giả cuốn sách này đã chỉ ra những điểm sai lầm và mập mờ trong tiến trình phát triển đồng hồ sinh học. Nếu khái niệm này đúng đắn, thì tại sao một số trẻ thậm chí đọc được thông thạo trước khi đến trường? Và tại sao một số trẻ có thể nói đầy đủ và diễn đạt lưu loát bằng nhiều thứ tiếng trước khi đồng hồ sinh học mách bảo chúng? Tại sao trẻ con lại thích nghe nhạc Mozart y như chúng mê mẩn bài hát đếm sao,
và tại sao chúng tiếp nhận những câu chuyện núi lửa và động đất dễ dàng như khi lắng nghe chuyện phiêu lưu của chim khổng lồ trên phố Hạt Vừng. Với nghiên cứu thấu đáo và rành mạch, tiến hành trên hàng ngàn đứa trẻ từ nhiều nền văn hóa, nhiều xã hội, trải qua nửa thế kỷ thực nghiệm ở Việt, các tác giả đã rút ra được một câu chuyện có sức thuyết phục về lý do tại sao trẻ em thẩm thấu thông tin nhanh nhạy và cách chúng phát triển theo ý thích. Các tác giả giải thích được cách tận dụng những khả năng tuyệt vời của trẻ sơ sinh để dạy cho trẻ ngay từ khi chúng mới ra đời trong một bầu không khí thoải mái, mến thương. Việc bạn dạy con gái khi chúng sẵn sàng tiếp nhận, khi chúng biết cách thu nhận kiến thức mà không phải mất nhiều nỗ lực và biết tận hưởng từng khoảnh khắc học hỏi sẽ mang đến cho con bạn cơ hội tốt nhất để phát triển thể chất, sức khỏe cùng các kỹ năng trí tuệ để tỏa sáng trong một thế giới ngày càng phức tạp. Sẽ không có được lần thứ hai trí óc trẻ phát triển khả năng học hỏi như trong 3 năm đầu đời. Bác sĩ y khoa Mihai Dimanseku. Lời giới thiệu. Não bộ, cơ quan kỳ diệu của cơ thể, bắt đầu phát triển từ trong bụng mẹ. Dù sự học là việc cả đời, nhưng ngay từ năm đầu đời, não bộ vẫn có cơ hội phát triển dài lâu và học hỏi được những điều đặc biệt. Khi mới lọt lòng hay trong vài tuần đầu tiên là khoảng thời gian đáng nhớ với nhiều sự kiện lạ thường. Đây không đơn thuần chỉ là sự khởi đầu thụ động, mà là điểm khai mở cho trí não học hỏi và phát triển. Trong suốt năm đầu tiên, khả năng học hỏi và phát triển đáng kể của trẻ em tiếp tục phát triển. Bộ não trẻ lớn lên nhanh chóng. Điều này được phản ánh rõ nét nhờ những biến đổi lớn của chu vi đầu trẻ. Thời kỳ này đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của não bộ. Hiện nay, các bác sĩ, các nhà khoa học và các nhà giáo dục đều hiểu rằng những năm đầu đời mang tính chất quyết định đến các kỹ năng sau này, và sự khuyến khích thích đáng cùng với những trải nghiệm tương ứng là yếu tố chủ chốt nhằm tối ưu hóa quá trình lớn lên và phát triển của trẻ. Những năm đầu đời này đặc biệt quan trọng. Ai cũng nhận ra một điều rằng, đứa bé càng sớm được kích thích các giác quan, khả năng chuyển động lẫn việc sử dụng ngôn ngữ, thì dường như các kỹ năng, sự lớn lên và quá trình phát triển của não càng được tối ưu hóa. Trước khi chào đời, trong bào thai đã có sự phân chia hàng tỷ tế bào não. Các tế bào não này chỉ còn đợi sự kích thích để tạo ra một mạng lưới chức năng cho phép đứa trẻ nhìn, nghe, cảm nhận, nếm, ngửi và các kinh nghiệm giúp phát triển quá trình vận động, ngôn ngữ và các khả năng thông thường. Mỗi đứa trẻ bình thường ngay từ lúc mới ra đời đã có thể tự thực hiện một số chức năng căn bản. Nhưng đứa trẻ đó cần có sự phối hợp giữa các giác quan lẫn những trải nghiệm khởi đầu để lớn lên, cải thiện các chức năng vốn có, đồng thời học hỏi hoặc tạo ra các mối gắn kết. Khi một đứa trẻ bắt đầu nhận biết về vật thể nhờ năm giác quan và hiểu được phần nào ý nghĩa, một hình thức học hỏi đã bắt đầu diễn ra. Đứa trẻ mới ra đời cũng phải học cách gắn kết các thông tin thu nhận từ giác quan để sản sinh ra sự vận động, âm thanh và lời nói tương ứng. Các giác quan phải cung cấp được thông tin tới các vùng não liên quan, tới vùng giải mã giác quan nguyên khởi, tới trí nhớ và vùng chiến lược của não bộ để hình thành nền phản ứng đúng đắn, chẳng hạn hoạt động vận động. Sự vận động, khả năng hoạt động, ngôn ngữ và lời nói thông thường phải do các giác quan điều khiển nhằm tối ưu hóa phản ứng của cơ thể. Với những đứa trẻ bình thường khỏe mạnh,
đây là một chu kỳ kỳ diệu làm tăng cường khả năng học hỏi. Với những đứa trẻ bị tổn thương não bộ, đây có thể là chu trình khắc nghiệt với tín hiệu sai từ giác quan gây nên phản ứng lệch lạc hoặc không phù hợp. Trẻ sinh non sớm nhận được sự kích thích giác quan hơn trẻ sinh đủ tháng đủ ngày, vốn đang nằm trong bụng mẹ ở cùng thời điểm. Ví dụ, trẻ sinh non có được lợi thế nhận ra sự đối lập giữa sáng tối, trong khi đứa trẻ đang nằm trong tử cung chưa được tiếp cận với những nguồn kích thích tương tự. Khi trẻ mới chào đời, bộ não trải qua 3 quá trình tự nhiên nhưng hết sức quan trọng mà chúng ta có thể gọi tên là được kích thích, học hỏi và củng cố vỏ não. Được kích thích là một hiện tượng căn bản, thú vị liên quan đến não. Đối với trẻ, hàng tỷ tế bào não đã hình thành ngay từ lúc ra đời. Tuy nhiên, chỉ có những tế bào não nào sớm được sử dụng, kích thích bằng các biện pháp thường xuyên, liên tục và mạnh mẽ thì mới được củng cố, trở thành mối liên kết thần kinh lâu dài, thực hiện chức năng của các chu trình hay mạng lưới quan trọng. Những tế bào não không được sử dụng hiệu quả đều trơ lì. Điều này có nghĩa nếu không được dùng đến, các tế bào đó đều chết đi. Thật không may, có nhiều đứa trẻ khi sinh ra có não bộ bình thường hoặc không bị tổn thương, nhưng lại rơi vào những môi trường thiếu hụt sự kích thích giác quan, mất đi cơ hội phát triển những khả năng đặc biệt. Một số trẻ sống trong những trại trẻ mồ côi đông đúc thái quá. Một số trẻ được bố mẹ hay người chăm sóc chúng thiếu kiến thức cần thiết, nên môi trường sống của những đứa trẻ này rất nhạt nhẽo, vô vị, trầm lặng, không có sự động viên. Bọn trẻ rất ít có cơ hội phát triển giác quan hay khả năng vận động. Những đứa trẻ này bị phó thác cho các loại xe đẩy, giường cũi, khung tập đi hoặc các thiết bị hạn chế khác, không được phép hoạt động tự do, không có sự kích thích hay phối hợp giữa các giác quan, cơ quan vận động tương ứng. Các nghiên cứu đều cho thấy những đứa trẻ bị nhốt vào khung tập đi sẽ bị phát triển chậm hơn hẳn những đứa trẻ được truyền, bò, tập đi trong một môi trường an toàn. Thêm vào đó, các thiết bị như khung tập đi chính là một nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương cho trẻ nhỏ. Nếu trẻ bị tước đoạt sự kích thích cảm giác, hoạt động vận động và cơ hội bộc lộ, thì nó sẽ mất cơ hội vận hành toàn bộ chức năng cơ thể. Cho dù việc loại thải tế bào não trở lì là hiện tượng khắc nghiệt, nhưng nó thể hiện tính thực dụng của não bộ lẫn cơ thể. Não bộ đòi hỏi nguồn năng lượng lẫn dưỡng chất có lượng chất cao, nhanh nhạy và chiếm đến 20% lượng oxy nạp vào cơ thể. Những khu vực não không được dùng đến thì sẽ được cho ngừng hoạt động để dành các nguồn kể trên cho vùng não có nhu cầu. Đồng thời với quá trình được kích thích, một hiện tượng khác đối lập với nó là quá trình học hỏi cũng diễn ra. Sự củng cố chu trình hoạt động của neuron não tạo nên hệ thống neuron hoạt động lâu dài nếu được kích thích hợp lý. Quá trình củng cố vỏ não cũng diễn ra song song. Trong đó, các neuron phát triển lớp bảo vệ giúp thiết lập một mối liên kết và thúc đẩy trao đổi thông tin. Nói đơn giản, não bộ phát triển nhờ được sử dụng. Một người chỉ có hai lựa chọn là sử dụng hoặc đánh mất tế bào não. Nhưng não chúng ta hoạt động theo cơ chế nào? Liệu có thể tác động để não hoạt động tốt hơn nữa? Vì sao các giai đoạn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ lại đặc biệt? Hệ thống thần kinh và não bộ chúng ta hoạt động ra sao? Hệ thống thần kinh và não bộ chúng ta làm những gì? Chức năng của nó ra sao? Các bà mẹ có thể làm gì để giúp cho quá trình phát triển giác quan và khả năng vận động của con cái? Khi không được trang bị đủ kiến thức, liệu các bà mẹ có làm điều gì đó gây hạn chế hoặc chấm dứt sự phát triển tối ưu cho não bộ của trẻ? Con của bạn có khỏe mạnh? Con của bạn có bình thường? Khái niệm về một đứa trẻ bình thường. Nếu não còn bạn bị tổn thương, có cách nào để nhận biết? Bạn có thể làm gì để giúp con nếu con gặp vấn đề về não bộ? Những câu hỏi này cùng hàng tá vấn đề khác là mối quan tâm của các bậc phụ huynh. Viện nghiên cứu các thành tựu của tiềm năng con người do Glenn Doman sáng lập năm 1955 đã và đang đặt ra các câu hỏi này lẫn tìm kiếm câu trả lời cho chúng trong suốt nửa thế kỷ qua. Cuốn sách này trình bày tỉ mỉ cách đánh giá mức độ phát triển các giác quan và khả năng vận động của trẻ, cách thiết lập một chương trình giúp tăng cường, thúc đẩy sự phát triển đó. Đây là cẩm nang hướng dẫn hữu ích giúp cho quá trình lớn lên và phát triển của não bộ trẻ trong 12 tháng đầu đời.
Tất cả các thông tin trong cuốn sách được diễn đạt đơn giản, giúp cho các ông bố bà mẹ, dù không có kiến thức y khoa nền tảng, vẫn có thể hiểu được. Đọc cuốn sách, chúng ta tìm hiểu được những đứa trẻ mới sinh sẽ nhìn nhận ra sao, cảm thấy như thế nào về thế giới quanh chúng. Chúng ta hiểu thêm về những khó khăn và những cảm xúc bột phát mà trẻ phải đối diện. Với những kiến thức có trong cuốn sách, chúng ta biết được đứa trẻ cần gì, muốn gì, và chúng ta có được niềm vui khi xây dựng môi trường lý tưởng cho trẻ. Mỗi ngày qua đi đều rất đáng giá, còn cái chúng ta mong muốn được khám phá thế giới xung quanh ngay từ lúc chào đời. Việc chăm sóc cho não bộ của trẻ cũng quan trọng không kém việc chăm chút cho dạ dày của chúng. Mục tiêu của cuốn sách này là giúp các bậc phụ huynh hiểu về hệ thống thần kinh và não bộ. Khi đó, các ông bố bà mẹ có thể làm theo những hướng dẫn rành mạch để phát triển khả năng của con cái mình. Đây không chỉ là một quá trình đặc biệt quan trọng, mà còn giúp cho cha mẹ và con cái có những phút giây thoải mái. Bác sĩ y khoa Disney Markowitz, www.giáosucutusom.vn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần mở đầu của cuốn sách Dạy trẻ thông minh sớm. Kính mời các bạn cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.